Anh ơi, bây giờ em đang muốn làm sinh trắc vân tay nhưng mà em không có đủ điều kiện á. Em tự coi cái vân tay của mình, sau đó em lên mạng em đối chiếu rồi em đọc những cái thông tin về đặc điểm tính cách, thì như vậy là ok chưa? Trường hợp này thì các bạn sẽ không có bất kỳ một cái số liệu nào để các bạn có thể biết được điểm mạnh điểm yếu, hoặc các bạn tự xem chủng của mình các bạn cũng không thể biết được là các bạn nhận diện có đúng hay không, có chính xác hay không ha. Còn có những cái trường hợp những bạn khác hỏi là em sẽ đăng ký để làm cái bài phân tích giống như vậy nè, nhưng mà em không có cần chuyên gia luận giải phân tích gì hết cho nó đỡ tốn tiền, thì như vậy có được hay là không? Vậy thì làm sao các bạn có thể hiểu được những cái thông số chuyên môn này được ha? Trong bất kỳ một lĩnh vực nào, chúng ta cũng cần có những cái người á, họ giàu kinh nghiệm trong cái mảng đó, họ có trình độ, có chuyên môn được đào tạo và họ đã làm việc với rất nhiều cái trường hợp như vậy rồi, thì họ mới có thể giúp các bạn hiểu và ứng dụng được trong cuộc sống. Đơn giản như cái chuyện là các bạn đi khám bệnh đúng không, sẽ cho ra một cái tờ kết quả xét nghiệm về bệnh án, bệnh lý gì đó, thì các bạn đâu có thể tự đọc hiểu được cái đó mà cần có bác sĩ phân tích, giải thích cho các bạn và chỉ định là các bạn phải sử dụng loại thuốc gì, cái phương pháp gì để có thể trị liệu thì các bạn mới có thể hết bệnh. Nên là nghe đó là cái người họ có chuyên môn, còn mình không có chuyên môn thì làm sao mình có thể mình làm được như vậy. Thì cái bài sinh trắc vân tay này nó cũng tương tự như vậy ha. Chính vì vậy cho nên khi nào mà chúng ta thực sự là có đủ điều kiện rồi thì hãy sắp xếp để có thể đăng ký làm một cái bài phân tích chuyên sâu và chọn cái đơn vị thật là uy tín, cái người tư vấn thật là chất lượng ha, để họ có thể hỗ trợ chúng ta sử dụng một cách tốt nhất. Còn nếu như mà chúng ta mua thuốc á, chúng ta đem về chúng ta uống mà không biết cái cách uống giống như thế nào, không biết liều lượng ra sao, sử dụng sai cách đó, nó sẽ có tác dụng phụ hoặc là những cái tác hại thực sự là nghiêm trọng hơn nữa. Nên hãy đầu tư một cách xứng đáng các bạn nhé.